có một người đàn bà đã mang tình yêu của mình vào cát, xem cát như một tri kỷ, để rồi người đàn bà ấy thả tâm tình của mình lên những hạt cát vô tri và mang đến cho cát một cuộc đời mới, một tâm hồn mới. Và có lẽ cuộc đời thứ hai của cát sẽ là sự kỳ diệu, là niềm vui, hạnh phúc và cả những thăng hoa. Có lẽ sẽ không ai có thể ngờ rằng những bức tranh này lại được làm từ những hạt cát. Đường nét trên bức tranh mềm mại như những nét vẽ của bàn tay người họa sĩ có hồn và thơ mộng. Ngắm tranh, ta cảm nhận được sự sâu lắng, nhẹ nhàng và thuần khiết. Mỗi bức tranh là một sự kỳ diệu với sự kết hợp hài hòa giữa các màu sắc của thiên nhiên đất trời. Những hạt cát vô tri đủ màu sắc lang thang giữa chốn bụi trần giờ đã trở thành những nét chấm phá kiêu sa. Những tác phẩm tranh cát của chị, sự tỉ mỉ kiên trì của đôi bàn tay tài tình khéo léo đẩy đưa chiếc muỗng cà phê đã tạo ra những bức tranh cát sống động, lãng mạn, đầy tính nhân văn, làm người xem phải ngạc nhiên, thích thú. Những tác phẩm ấy được tạo ra hoàn toàn bằng cát, với nhiều màu sắc thiên nhiên không hề nhuộm, không hề có chất kết dính nào, không xê dịch và đổi màu, sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian. Những bức tranh cát họa tiết những phong cảnh thiên nhiên, cảnh trăng trên biển, đường quê, hoa và cá, hoặc những bức chân sung thể hiện sinh động từng chi tiết đã thu hút những người yêu nghệ thuật. Và chỉ có một niềm đam mê cát đến cháy bỏng thì mới có thể tạo ra những bức tranh tuyệt vời như vậy. Quá trình mà để thực hiện tranh cát thì nó cũng càng khó hơn là khi đi lấy cát. Tại vì chúng ta biết thì cát là bụi, mà khi mà đổ vào thì nó sẽ mờ lên cái mặt kính, chúng ta cũng khó mà để mà diễn đạt được những cái hình ảnh rõ nét. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cát là nó khô cằn, nó không có sự kết dính. Thứ ba nữa là nó trơn trượt, thì làm sao mà chúng ta có thể nghĩ rằng cát là nó sẽ hóa được những cái tâm hồn như vậy. Nhưng mà cũng do con người Việt Nam của chúng ta có cái sự kiên nhẫn, tỉ mỉ từ hồi xưa đến giờ. Và cũng từ đó người nghệ nhân khi cầm những cái muỗng được cắt nhỏ hay bóp nhỏ lại thì đã múc từng những hạt cát. Có khi thì những cái hình ảnh nó chỉ cần 3 đến 5 hạt cát thôi. Chúng ta cũng phải rắc như thế, chứ không thể nào mà hơn được 2 hòa hạt hay 3 hạt. Đó thì đó là một cái sự kiên nhẫn để có thể cho ra những cái bức tranh thật là thú vị. Nhìn người đàn bà này ngồi say mê tung hứng những hạt cát thành tranh thật quyến rũ. Đôi bàn tay nhẹ nhàng khéo léo của chị cứ tỉ mẩn để đổ từng hạt cát bé xíu. Đôi mắt chị ánh lên niềm hạnh phúc, sự đam mê cát. Người phụ nữ tài hoa ấy đã biến những hạt cát bình thường thành một bức tranh nhiều màu sắc, và chị bị mê mẩn bởi những hạt cát vàng óng ánh như tơ trời. Dù chưa một lần được học qua hội họa, chưa từng biết gì về nghệ thuật, chỉ có lòng đam mê, nhưng trong vòng 6 tháng đầu tìm ra những bí kíp vẽ tranh cát, chị đã làm ra gần 70 tác phẩm. Dường như trong từng hạt cát có một sức hút mãnh liệt, rất dữ dội đối với người nghệ nhân này, khiến chị không ngừng sáng tạo. Chị Trần Thị Hoàng Lan, vốn quê gốc ở Sóc Trăng, nhưng chẳng ai ngờ rằng cồn cát Mũi Né, Phan Thiết, Vô Chi năm nào lại đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của chị. Nhân dịp về quê chồng chơi, những hạt cát lung linh ánh lên trong nắng sớm đã làm mê hoặc chị từ đó. Sau hơn 11 năm bén duyên với cát,
Chị Trần Thị Hoàng Lan đã được mọi người yêu mến, khâm phục bởi cái tài chơi cát, và chị đã trở thành người đầu tiên sáng tạo ra môn nghệ thuật tranh cát của Việt Nam. Không những thế, để có được những màu cát tự nhiên để làm ra những bức tranh, chị đã phải lặn lội tìm kiếm khắp mọi miền Tổ quốc. Chị cũng đã trở thành người Việt Nam duy nhất tìm ra nhiều màu cát tự nhiên nhất. Ý tưởng mà để đi tìm cát thì không có, nhưng mà khi mà mình sáng tác cái tác phẩm thì cái người họa sĩ mà bình thường người ta vẽ màu nước hoặc là vẽ sơn dầu đi chăng nữa thì người ta có thể pha được tất cả. Từ màu này với màu kia người ta sẽ pha ra được rất là nhiều màu, nhưng cát thì nó khô cằn thì không thể nào mà pha được hết. Nhưng mà khi mình sáng tác một cái tác phẩm thì thí dụ như một cái cảnh đồng quê chẳng hạn, thì nó đòi hỏi có những cái nhà lá, nhà mái lá, thì cái mái lá thì nó cũng có màu sắc riêng của nó, và dòng sông cũng có màu sắc, lũy tre cũng có màu sắc riêng. Thì khi mà mình sáng tác những tác phẩm đó thì mình cảm thấy rằng những cái màu sắc nó không có, cũng như là không có phù hợp, buộc lòng mình phải đi tìm. Mặc dù mà lúc đó mình cũng nghĩ rằng là cát cũng không có thể có nhiều màu như vậy, nhưng vì một muốn thành công một cái tác phẩm thì mình phải vất vả mình đi tìm, và cũng thật may mắn là khi mình cố gắng mình đi tìm thì nó đã có những cái màu như ý mình muốn. Để tìm được những màu sắc của cát, chị đã đi dọc đường đất nước Việt Nam. Đôi chân, đôi tay chị và cả tâm hồn của chị đã gắn liền với những màu sắc huyền diệu đó của thiên nhiên. Những màu cát như màu đen, màu xanh, màu vàng của hoa mai, phải nói là rất gian nan và khó khăn để lấy được những màu sắc ấy. Chị cứ đi dòng suốt mấy tháng trời trong mưa rét hoặc cái nắng gay gắt của từng vùng. Có loại phải bới tìm từng khe suối trong rừng sâu, có loại phải mò ở những nhánh sông bờ biển, những nơi mà chưa ai đặt chân tới. Để lấy được những màu cát đẹp là điều rất khó. Đây là một cái màu cát đen mà khi mà cô tìm được nó rất là khó. Nhưng một cái dịp đó là cô ngồi, cũng như cái cách mà mình buồn nản mình ngồi bãi biển ấy, thì mình vọc nước, vọc cát, thì cô càng đào cát, cô đắp càng cao càng sâu ấy, thì tôi thấy trên cái bãi biển nó ló ra những cái dòng cát đen nó chảy theo nước biển. Thì lúc đó cô mới nghĩ không chừng là mình đào sâu xuống thì sẽ có cát đen. Thì khi cô đào sâu xuống thì được hơn 1 mét á, thì cô thấy nó đen nhiều hơn. Cô càng đào sâu xuống nữa đó thì là gần 2 mét, thì cô thấy quả thật rằng là nó có cái dòng cát đen. Và lúc đó cô lấy đem về, thì khi đem về thì cô cũng vẫn sàn như những cái màu cát khác á, thì nó rớt đều như nhau hết, nó không thể tách rời ra. Rồi nhiều lần như vậy, trong lúc mà nản thì bất ngờ cô phát hiện ra được là những cái bao cát mà mình sắp vào nó nhẹ hơn cái bao cát đen. Thì lúc đó cô nghĩ ra rằng là có thể là cái bao cát này nó có những cái trọng lượng khác nhau. Thì trong hai màu này sẽ có một màu nặng, một màu nhẹ. Thì cô mới sàn bằng nước. Thử sàn bằng nước thì quả thật là khi đổ nước vào mình lắc đó, thì cái cát vàng nó nhẹ hơn cát đen. Cát vàng nó nổi lên trên. Và cô đã dùng cái muỗng cô hớt ở trên mặt cát vàng ra. Thì rồi nó sạch lại, sàn nhiều lần như thế thì nó sạch lại còn màu cát đen. Cái đó là cái điều mà vừa lấy khó mà sàng lọc cũng rất là khó. Cái màu xanh rêu này thì cũng rất là khó. Khi mà cô lấy thì lấy ở biển. Tại vì trên biển, trên bờ biển thì là nó bị tạp chất, nó không có thể có một cái màu đẹp được. Thành ra muốn lấy được cái màu mà nguyên thủy của nó thì mình phải đợi nước rút. Mình phải ra ngoài cái cơi xa. Có lúc thì ra không có kịp cái bụi nước rầm á, thì phải hụp lặn xuống. Cho đến nay chị đã có trên 3.000 tác phẩm. Làm tranh cát quan trọng phải diễn đạt làm sao nổi bật được cái thần, cái hồn của tranh. Chính vì vậy mà tranh chân dung là thể hiện khó nhất. Chúng ta khi mà sáng tác một cái tác phẩm về một cái chân dung, nghĩa là khi chúng ta nhìn cái hình ảnh qua một con người thì chúng ta phải thuộc lòng từng nét, cái hồn, cái sắc thái của người ta như thế nào,
cái ánh mắt, cái nụ cười như thế nào. Giống như chúng ta học thuộc lòng, chúng ta nhìn và đọc được trên cái gương mặt của người đó cái sắc thái như thế nào. Chúng ta phải diễn đạt được những cái thần trên gương mặt của con người đó thì tác phẩm mới thành công. Bác Giáp cũng đã rất là vui khi bác Giáp biết được là từ những hạt cát, mà nhất là những hạt cát màu sắc của Việt Nam đã làm ra những cái tác phẩm như thế này, thì bác Giáp đã khen tặng riêng tôi. Và đồng thời bác Giáp nói như thế này: từ hồi xưa giờ tôi ít có chụp hình chung với ai hết, nhưng để tôi sẽ kêu thợ chụp hình chụp với cô để tặng cho cô. Và rồi thì tôi được chụp chung với đại tướng, và sau đó đại tướng lại viết cho tôi những dòng chữ ban tặng nói về tranh cát, và được chữ ký của đại tướng, và tôi ngồi cạnh đại tướng. Đó là một cái niềm, nghĩa là vinh hạnh và hạnh phúc lớn lao cho cuộc đời của tôi. Tuy nhiên, chữ kiến trúc phong cảnh cũng cần cái tài đặc biệt của nghệ nhân. Những tác phẩm nghệ thuật từ cát đối với chị đều có ý nghĩa và rất quan trọng, vì nó mang tính chất ưu việt, là sự gắn kết của con người và thiên nhiên Việt Nam. Với tính kiên nhẫn, cần cù, chịu thương chịu khó, cộng lại với những màu sắc thiên nhiên từ cát, cho ra tác phẩm nghệ thuật mang tính chất ưu việt, thì đối với chị, tất cả đều quý báu. Khi mà tôi đi tìm cát và tìm được, và tôi bắt đầu mà sáng tác những cái tác phẩm, thì có rất là nhiều người ở trong nước, cũng như các báo chí, thì không tin tôi là đây là những cái màu cát thật. Tôi phải rất là kiên nhẫn để mà giải thích cho họ hiểu là tôi phải là tìm lấy như thế nào. Khi tôi làm ra những tác phẩm thì phải nói rằng là đa số đều cho rằng là đây là những cái màu cát nhuộm. Vì người ta bảo rằng là cát thì làm gì có màu đỏ, màu đen và màu vàng đẹp như thế này, hoặc là màu xanh nữa. Thì tôi bảo không, đất nước Việt Nam chúng ta rất là may mắn, có nhiều màu sắc của cát rất là đẹp. Và tôi đã dày công đi tìm nhiều năm qua. Thì tôi giải thích thì đa phần cũng không có tin. Nhưng sau đó lần lần đài truyền hình đã phối hợp với tôi đi quay lại những cái cảnh mà tôi đã đi vào rừng, cũng như đi lên núi và xuống biển để mà tìm những màu sắc của cát và cách lấy như thế nào, thì dần dần công chúng mới tin đó là những màu cát thật. Em lúc đầu thì em cũng đi tìm cát với cô rất là nhiều, em mới biết được là cô rất là cực khổ trong cái phần mà mình đi tìm màu, phải so sánh. Nhiều khi những cái màu nó gần bên thôi, mà một cái màu nó đúng, những cái màu thì lai những cái màu khác là không lấy được. Thì không ngại là nắng mưa hay là cực khổ hết, là đều phải đi. Điền chừng nào mà quyết định hôm đó cô đi, thầy trò quyết định là phải tìm được cái màu đó. Thì đúng là dù mưa nắng thì cũng vậy, đi suốt ngày chừng nào tìm được cái màu đúng đó mới thầy trò mới nghỉ, mới về. Nên quý cô ở cái tính đó. Tuy nhiên, muốn làm ra được những bức tranh đa dạng và phong phú về màu sắc thì phải có nhiều loại cát khác nhau để tạo hình. Đến nay, đã gần 11 năm trôi qua, với sự chăm chỉ của mình, Hoàng Lan đã tìm được hơn 100 màu cát tự nhiên, góp phần tạo ra sự phong phú cho nghệ thuật vẽ tranh cát. Không phải mình là phụ nữ mà mình nói vất vả thì nghĩ rằng nam giới đi cũng vất vả nữa. Nhưng mà vì một cái đam mê, vì muốn một cái thành công cho nghệ thuật, mà nhất là một cái nghệ thuật mới cho nước nhà nữa, thành ra là tôi đã dành rất là nhiều thời gian và công sức, và cùng những cái vất vả mà mình phải gian nan trên cái con đường mà đi tìm cát. Phải nói là trong suốt 8 năm trời thì trong lúc mà đi thì có gặp những cái mà phải nói rằng là sau này tôi nghĩ rằng, tại vì cái đam mê tôi không thấy, nhưng mà khi mà đã lấy được và đã qua những cái hành trình đó rồi thì mình mới nghĩ rằng là sao mình quá gan và quá hăng hái đi tìm như vậy.
thì chẳng qua là cái đam mê thôi, chứ thật sự ra là trong lúc đi nó cũng có những cái là rất là gian nan nguy hiểm. Như thí dụ giờ đi một mình vào rừng sâu để tìm các suối, các núi, hoặc là tìm các núi thì phải leo đèo, leo dốc. Thì phụ nữ mà thì em cũng biết rồi, thì đi lấy được những cái màu sắc như vậy thì thật là gian nan, rất là khó khăn. Đồ nghề của một nghệ nhân cát cũng thật đơn giản. Một cái khung tranh bằng thủy tinh, một cái muỗng xúc cát và một chút khéo léo, kiên trì đã có thể làm ra hàng trăm tác phẩm. Chị đã đưa tranh cát đến một vị thế mới, cao hơn trong nghệ thuật tạo hình. Những cái môn nghệ thuật khác là người ta phải dùng bút, dùng cọ để người ta vẽ, là người ta mới tô màu lên. Rồi bằng cọ, còn ở tranh cát mà mình khác ở điểm là mình có thể phác họa trước. À, đó là kính, mình có khắc họa bằng viết sơ ở ngoài rồi. Còn ở trong đây là cái thìa, là để mình tự chế thôi. Để mình múc là cát, ví dụ như là xanh. Mình đang làm mình rắc rất là ít để mình hiểu được nó đang là bao nhiêu. Mình rắc vừa đúng thôi. Đó, rồi mình có thể đổ một lớp màu khác nữa. Ví dụ như làm bầu trời đi, thì mình có thể đổ màu trắng. Đây, cái thìa đó mình đổ. Sở dĩ những bức tranh cát có sức làm say lòng người đến xem như vậy chính vì sự độc đáo của một loại hình chẳng ai ngờ có thể sử dụng được, vậy mà lại có thể tạo thành tranh. Ngoài ra, dù trải qua nhiều năm nhưng bức tranh cát không bị phai màu hoặc hư hỏng. Điểm đặc biệt là tranh cát không có chất kết dính nhưng vẫn giữ yên một chỗ khi cho vào khung tranh. Nhìn những đứa con tinh thần của mình được tạo ra, Ý Lan luôn tìm cách để đưa tranh cát vươn ra xa hơn nữa. Làm tranh cát này không, mình không thể đổ một cái một mình nó nhiều được, đổ ít, có thể một khác mình là đổ trời, là mây gì đó. Tùy theo cái tay nghề của mình hiểu được nó là bao nhiêu thì mình có thể đổ đúng như đó. Còn đây là cái ve này để mình sơn. Như là mình đổ cát, mình không dùng keo chất kích dính, mình chỉ dùng cái lực nén thôi. Lớp trước rồi lớp sau nén nó dễ xuống, nên mình phải nén cho nó chặt để trong khi di chuyển đi nó không bị xê dịch cái hình. Mình có thể nén. Mình nén đây á, tranh này là tranh hai mặt. Mình không thể để cái cây mấy bìa này mà mình nén nó có thể hư cái hình. Không thể vậy. Mình phải nén ở chính giữa. Mình nén ở chính giữa, nén đều hết từ bên đây qua tới bên đây. Mình nén như vậy để cho nó giữ, nó dễ cát được. Xong đây là một bức tranh hoàn thành. Khi hoàn thành thì mình sẽ có một lớp keo nữa, mình sẽ gạt bỏ những cái phần dư rồi mình sẽ hoàn thành nó lại một bức tranh, chứ không được nén ở bìa. Nén ở bìa nó sẽ bị hư cái hình của mình. Mình sẽ nén đến giữa mà mình làm một khoảng á, ví dụ mình làm khoảng 10 tới 20 cm, rất ít là mình đã nén rồi. Mình nén từ từ lên, trong một bức tranh mình có thể nén khoảng 10 lần, một lần là nén đều hết, là một khoảng mình phải nén một lần, chứ không thể được lên tới đầy mình mới nén là không được, nó sẽ dễ bị xê dịch cái hình tiền. Là một khoảng thì mình đã nén một lần rồi. Sau chuyến thực tế tại ngã ba Đồng Lộc, bước đi trên những con đường hố bom mà 10 cô gái đã từng bước đi, nghệ nhân Hoàng Lan đã sáng tác bức tranh ý nghĩa ghi lại sự dũng cảm hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc. Cũng có một cái dịp rất là may mắn và cũng là một cái sự học hỏi cho tôi về những cái hay của những người mà đã có công cho đất nước và xã hội. Tôi được đến ngã ba Đồng Lộc và tôi đã tìm hiểu được về những cái chứng tích còn để lại, dù rất là đau thương nhưng đó cũng là một cái bài học và một cái ghi nhớ cho chúng ta, những con người còn lại tới bây giờ. Và cũng từ đó tôi về và tôi có hứa rằng tôi sẽ làm một cái tác phẩm nào đó để nói về những chị đã ra đi, đã cống hiến những cái cuộc đời tươi trẻ của các chị cho đất nước. Và tôi đã đi Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và tôi muốn lấy được những cái hạt cát nơi đó
Và cũng may mắn cho tôi là tôi đã tìm được ba màu cát. Tôi đem về và bắt đầu là thêm những cái màu cát mà tôi đã có. Tôi muốn lấy từ những cái hạt cát ở vùng đó, ở nơi đó có động những cái vết chân hay là những cái giọt máu của các anh, các chị ở nơi đó. Và khi mà tôi đã sáng tác ra được những hình ảnh của 10 chị em gái ở ngã ba Đồng Lộc thì cũng rất là nhiều người xúc động. Và đó là cũng một cái niềm hạnh phúc cho tôi khi diễn đạt được từng cái hình ảnh, từng cái nét mặt của các chị lúc làm việc cũng như lúc vui cười với nhau. Tại hội nghị APEC lần thứ 14 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 năm 2006, nghệ nhân Ý Lan đã thực hiện 21 bức chân dung bằng tranh cát của 21 vị lãnh đạo cao cấp dự hội nghị. Và đây là quà chính thức để nhà nước ta trao tặng các nhà lãnh đạo các nước tham dự hội nghị. Nhìn những hạt cát mong manh lại tạo ra những đường nét mạnh mẽ và đầy uyển chuyển. Nhiều vị lấy làm ngạc nhiên nhưng không giấu được vẻ thích thú. Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ thấy một loại tranh đặc biệt như vậy. Tôi muốn giới thiệu với lại các cái vị ngoại trưởng đó, ở Việt Nam có một cái nguồn tài nguyên rất tốt, đấy là cát, và rất loại nhiều loại cát khác nhau, có 80 mấy loại cát khác nhau, để giới thiệu cái sự phong phú và nguồn tài nguyên của Việt Nam. Bình thường trước đây thì chúng ta tặng quà một cái gì đấy nó rất là chung, một khăn trải bàn là cả khăn trải bàn, một cái hũ đựng hoa, một cái lọ cắm hoa để một cái lọ cắm hoa đều giống nhau. Thì lần này chúng ta quyết định nó công phu hơn, nó vất vả hơn, bởi vì mọi người phải gửi ảnh, phải chọn ảnh, phải làm, nó không phải là đồng nhất, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái để rất riêng tư và nó sẽ để đời mãi đối với họ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình, từ ông bà cho đến cha mẹ đều là những người sống tình cảm và nề nếp. Cả nhà luôn sống hòa thuận, thương yêu, đùm bọc và nghĩ tới những người ngoài xã hội. Mẹ mất sớm, hoàn cảnh trong lúc đất nước vừa thay đổi. Cuộc sống của 7 chị em Hoàng Lan rất khó khăn. Nhưng với sự thương yêu và đùm bọc của gia đình, mọi người giờ đây đã có hạnh phúc trọn vẹn. Những bức tranh cát kỳ diệu là sự gắn kết nghĩa tình của các miền quê đầy cát cháy. Và hơn hết là tình yêu đôi lứa của vợ chồng chị. Tình yêu giữa hai miền quê sâu thẳm. Trong những bức tranh cát có sự hỗ trợ động viên rất lớn của người chồng tuyệt vời của chị. Chính tình yêu và sự cảm thông chia sẻ đã gửi tâm hồn họ vào những hạt cát, để cát có thể hóa tâm hồn và mênh mang khắp bốn phương trời. Thấy cô dành rất nhiều thời gian, cả suốt đêm, vì suốt đêm vẫn mê, gọi là coi như giai đoạn đầu của chị dọc cát đó. Tại vì đoạn đầu thì cô ta chỉ làm những cái hình, những cái khối màu thôi. Đã rất thích rồi, rồi sau mới làm tới các có băng, rồi sau mới tới làm ảnh. Thì như cái cùng ngủ chung vậy, lát giật mình dậy, không thấy thì mình ngủ lại. Thì tới gần sáng cũng không thấy, thì đi xuống bồng thang thì gặp cô ta ngồi dưới. Thì ban đầu thì cũng mới cần nhận khuya để em giữ gìn sức khỏe. Nhưng sao thấy đam mê quá, thôi cứ để ta tự do. Chị đã nhận kỷ lục đầu tiên năm 2004, người tìm ra nhiều màu cát tự nhiên nhất Việt Nam. Và đến năm 2008, chị đã tự phá kỷ lục với con số 81 màu cát, là cả sự thử thách của đam mê. Chị đã phải vượt bao nhiêu gian khó và nguy hiểm để được 81 màu cát ở đất nước Việt Nam. Và cho đến bây giờ, chị đã có trên 100 màu cát. Từ những tác phẩm đơn giản như những con sóng lượn, cỏ, cây, hoa, lá, chị đã tìm tòi sáng tạo ra nhiều đường nét phức tạp hơn. Những bức tranh cát về phong cảnh, loài vật, đặc biệt là tranh chân dung,
dần dần hiện ra dưới bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng của người đẹp Hoàng Lan sau gần 11 năm bén duyên với tranh cát. Không biết đã có bao nhiêu hạt cát trở thành tranh dưới bàn tay của chị. Đúng là trước đây biết được tác phẩm của chị Lan, biết được chị Lan rất là một người rất là nổi tiếng, nhưng chưa biết cái quá trình mà chị Lan tạo nên cái tác phẩm, làm sao để có những cái màu sắc của cát, rất là nhiều màu để tạo nên những tác phẩm như vậy, thì mình chỉ ở một mức gọi là ngưỡng mộ. Nhưng đến khi nói chuyện với chị, biết được cái quá trình mà chị tìm cát nó gian nan cực khổ như thế nào, thì mình càng thêm ngưỡng mộ chị. Và đó như là một cái tấm gương mà vượt khó, một cái tấm gương dám làm, dám nghĩ, dám làm cho cái niềm đam mê. Thì tất cả những bạn trẻ và đặc biệt như mình cũng may mắn được đi học nước ngoài, nhưng mà cũng thấy đó như là một tấm gương thực sự để mà noi theo và vươn lên. Với những đóng góp cho nghệ thuật tranh cát, vừa qua Ý Lan đã được kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là người tìm ra nhiều màu cát. Đồng thời chị cũng là người được cấp bằng sáng chế tranh cát đầu tiên do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng năm 2012. Với môn nghệ thuật tranh cát, chị đã đào tạo và giới thiệu việc làm cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với chị, tranh cát mãi mãi là nghệ thuật chứ không phải là sản phẩm của thị trường. Mà làm nghệ thuật thì bao giờ cũng phải có cái tâm đẹp. Đặc biệt, Ý Lan đã nhiều lần tổ chức triển lãm để bán đấu giá các bức tranh cát, dùng tiền ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ người nghèo. Hạt cát đã không còn là những hạt cát vô tri, cát bụi không trở về với cát bụi mà đã hình thành nên hình ảnh mà chúng ta nhớ.